Ôi. Bố bà mít, bố tạ. Ok. Ôi. Ôi. Bóc hộ mà. Là quay chưa? Cái này là đây. Nó để nhũ là bị thối ngay. Tin, Thuy bóc hộ. Ngon rồi, còn gì nữa, chín rồi. Ngon rồi, mà vàng vàng này chắc. Đâu, chín rồi, còn gì nữa. Chín rồi. Nhưng mà vàng ngon rồi. Ngon không? Ngon chứ còn gì nữa. Ăn tạm rồi. Tạm rồi. Ngon rồi. Mấy kiểu gì, kiểu nó. Ngon chưa? Chín rồi, còn gì nữa, đây. Ô, mấy con sâu đây này. Đúng là mít này, mít này không phun rồi. Con dao mít này không có sâu, không hút được sâu rồi. Nó còn sâu, nó còn chui trong này đây này. Bác hộ. Thiệt rồi. Đúng là mít nhào ha. Đây đây. Bọc đi, không bỏ ra được. Mẹ ơi, bác hộ. Quả này ngon đấy nhỉ. Cá tuyệt vời luôn. Bác hộ con. Ôi giời ơi, thế này không ngon thì thế nào mới ngon nữa. Chết rồi các bạn ạ. Ăn bao nhiêu thì bổ bấy nhiêu, đừng có bổ hết nhiều. Ông cứ ra cái này đằng nào mình chả ăn. Ôi, ra làm gì? Đây đây có một quả. Ôi, cứ để một gốc đem về nó thì bổ ra. Ôi, ngon chưa? Ăn khanh. Không, đi bóc ra luôn. Này, không có chỗ nào để vứt rác. Ngon chưa? Này, khanh đi. Ngon chưa? Phải lâu. Vòng khanh ơi, 36 chín kim. Cái này cái khanh đó. Khanh ơi. Cứ khải nha, cứ khải nha. Lục Quang Khải không ạ? Lục Quang Khải á? Cái này Lục Quang Khải. Lục Quang Anh. Lục Quang Anh. Lục Quang Anh. Lục Quang Khải vẫn gọi là Lục Quang Anh. Ăn chưa? Cầm ơi, đừng cầm điện thoại chú đâu. Tính vào đi. Khải ơi. Ông ơi. Ông phải gọi thằng này là anh nhé. Nó là Quang Anh. Ừ. Ông phải gọi ông Anh. Tôi bảo ông Anh á. Đây, cháu Anh. Đây, thằng này cả họ phải gọi là ông Anh không ạ? Người là thằng Quang Anh không ạ? Lục Quang Anh. Khải Anh á. Ngon ngon, thôi rồi bạn. Mày khái à?
Nhưng mà nó chút chút kiểu gì nhỉ? Mà sạc chung nó. Hay nhỉ? Mà nó phân phấn nè. Mà là nó phân phấn cái níu nha. Bài đi. Bài đi. Bài đi rồi. Nó chỉ ngọt thế này. Mai ngọt nữa đâu rồi. Ngọt thế được rồi. Con tôi ngủ ở đây thử phấn nè. Ngọt quá ăn không ngon. Có cột cái thích là nó mai ngàn ha. Chú Lanh ơi được chưa? Chú Lanh ơi. Hỏi nào. Con học đủ và tư cách. Chú Lanh ơi. Chú Lanh. Sạp chú.